có một công thức trộn kem cô gái tóc xù được nhiều người sử dụng và chia sẻ rộng rãi. Đó là trộn kem cô gái tóc xù với kem Nivea. Công thức này có thật sự hiệu quả không? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách trộn cũng như sự thật về cách trộn này có hiệu quả cho da của bạn không. Kem cô gái tóc xù và kem dưỡng Nivea là hai sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng và có nhiều công dụng tuyệt vời. Kem cô gái tóc xù là kem dưỡng da, có khả năng chống nắng nhẹ, kem giúp làm trắng da, giúp mang lại làn da mịn màng, và mềm mại cho chị em. Ngoài ra kem còn hỗ trợ ngừa nám và làm mờ tan nhang. Còn sau khi áp dụng kem dưỡng Nivea, bạn sẽ cảm nhận được sự thấm sâu và dưỡng ẩm hiệu quả cho làn da. Với các thành phần chăm sóc da, giàu chất dưỡng ẩm, kem dưỡng Nivea không chỉ giúp làm mềm da, mà còn làm dịu da bị kích ứng và giúp tái tạo làn da khô ráp, đem lại làn da mềm mại và mịn màng tự nhiên hơn nhé. Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều người nói về cách trộn kem cô gái tóc xù và Nivea để dưỡng da. Sự kết hợp này đã được chứng minh là có hiệu quả với nhiều người, nhưng trước tiên phải đảm bảo là da bạn hợp với kem cô gái tóc xù, đồng thời cũng phải hợp kem Nivea nữa. Nếu không thì sẽ không hiệu quả. Và quan trọng là bạn phải mua đúng kem chính hãng nhé, vì hàng giả rất nhiều. Không có một công thức chuẩn nào cho từng loại da, cũng như tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp. Thông thường công thức trộn là bạn trộn một hộp kem cô gái tóc xù nhỏ với một hộp kem Nivea 30ml. Bạn cũng có thể điều chỉnh một hộp kem cô gái tóc xù với một nửa hộp kem Nivea. Sao cho bạn cảm giác được kem thoa lên mặt vừa đảm bảo được độ dưỡng trắng và độ dưỡng ẩm phù hợp. Hãy nhớ rằng việc thử nghiệm và tùy chỉnh công thức cho phù hợp với làn da của bạn là quan trọng nhất. Hãy test thử công thức lên một vùng nhỏ da mặt để xem nó có hiệu quả không trước khi quyết định sử dụng công thức này cho da mặt. Sau khi trộn xong, bạn có thể cho vào một hũ đựng có nắp đậy kín để sử dụng mỗi ngày. Bạn nên đặt hỗn hợp kem trong một nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Điều này giúp tránh tình trạng sản phẩm bị biến đổi cấu trúc và giữ cho sản phẩm luôn ổn định và hiệu quả. Cuối cùng, chị em nên lưu ý sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý để đảm bảo an toàn cho da của bạn. Nhớ kiểm tra hạn sử dụng của các sản phẩm gốc và tuân thủ nguyên tắc này để tránh gây hại cho làn da của bạn. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.